Nối tiếp series khóa học chơi đấu trường chân lý cho người mới bắt đầu thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một thứ rất thường gặp ở các kênh chat của các streamer, đó là meta này đánh gì. Vậy meta ở đây là gì? Cái tên meta là viết tắt của cụm từ Most Efficient Tactic Available, được làng game thủ biết đến như một chiến thuật hiệu quả nhất tại thời điểm hiện tại. Dễ hiểu hơn thì meta là thuật ngữ nói đến lối chơi, chiến thuật được cộng đồng game thủ thực nghiệm và thấy hiệu quả trong việc giành lấy chiến thắng. Thật ra meta không phải là một cái gì đó quá to tát đâu. Đấu trường chân lý sẽ luôn được cập nhật định kỳ và mỗi phiên bản như thế thì sẽ có những thay đổi nhất định về tộc hệ, tướng, nâng cấp và trang bị. Hoặc bản cập nhật lớn thì thay đổi luôn một số cơ chế trò chơi. Từ đó mà sức mạnh của các đội hình sẽ có sự chuyển biến và sinh ra những giáo án mạnh vượt trội hơn so với số còn lại. Và meta là thuật ngữ được sử dụng để chỉ đội hình đang có xu hướng mạnh, được chơi nhiều và chiến thuật phổ biến tại phiên bản đó. Các chiến thuật và sự hiệu quả của tướng, trang bị có thể thay đổi theo các bản cập nhật. Vì sao cần phải nắm bắt meta? Muốn lên được bậc danh mong muốn thì anh em bắt buộc phải nắm được meta. Vì khi bị out meta, nghĩa là anh em không nắm được những trang bị nào đang hot trend, những quân cờ nào đang ngon để có thể sử dụng, cũng như những nâng cấp nào ra là lụm. Những người chơi có đầu tư và nắm chắc được những thông tin này sẽ là những người chơi có lợi thế hơn rất nhiều và sẵn sàng đè nát lobby rồi có cho mình một vị trí on top. Vậy làm sao để có thể nắm bắt meta? Chúng ta đến với phần tiếp theo nhé. Cách để nắm bắt meta. Bước đầu tiên chính là anh em sẽ phải theo dõi và đọc những bản cập nhật của game. Chú ý đến những thông tin quan trọng như tộc hệ hay tướng nào được tăng sức mạnh không, để từ đó lấy cơ sở để xây dựng đội hình dành riêng cho mình. Và đương nhiên, đó sẽ là đội hình của riêng bạn trong khoảng nửa ngày đầu cập nhật thôi. Còn về sau đó thì các người chơi khác cũng sẽ chú ý và học theo. Và đương nhiên là cái gì mạnh thì chúng ta sẽ chơi, còn cái gì bị yếu đi thì phải hạn chế đụng đến rồi, đúng không nào? Khi đã đạt được bước đầu tiên là có kiến thức rồi thì chúng ta sẽ cần có kinh nghiệm và trải nghiệm. Hai cái này thì anh em phải tự thân vận động hơi nhiều rồi đấy. Có 3 cách để thực hiện. Đó là anh em sẽ gửi lòng tin của mình vào các streamer có thứ hạng thách đấu để theo dõi cách đánh của họ và nhịp độ trận đấu để nắm được meta. Cách 2 đó chính là anh em bắt tay vào trận luôn để trải nghiệm xem đối thủ của mình sử dụng những bài đấu nào. Nếu bài nào mạnh thì chú ý để trận sau còn thực hành. Còn những điểm sai vặt trong meta như lắp đồ chưa được tối ưu, có tướng nào phế phẩm thì phải khắc cốt ghi tâm để không tái phạm lại lần nữa. Và cách cuối cùng đó là lên những web lớn làm về TFT để xem những đội hình hot meta và học theo, ví dụ như là Meta TFT, Tactics.tool, LOL Chess. Nhược điểm của việc đánh theo meta. Bài meta là những bài mạnh, mà bài mạnh thì ai cũng muốn chơi. Chính vì thế mà nhược điểm dễ thấy nhất của việc đánh theo meta đó chính là đôi khi anh em sẽ bị tranh bài và làm mới cửa hàng, không có được những vị tướng mình cần có để hoàn thiện đội hình. Để khắc phục điều này thì anh em không chỉ biết đánh một bài trong meta mà phải chơi được nhiều bài, để trận đấu ra gì thì đánh đó, và mục tiêu đầu tiên sẽ phải là nhắm vào top 4 trước đã rồi tính sau. Tổng quan về meta hiện tại, để anh em có thể hình dung rõ ràng hơn về meta thì chúng ta sẽ đến ngay với một ví dụ thực tế, đó chính là meta ở phiên bản 14.8. Top đội hình meta cho anh em tham khảo đó là Kane Thiên Cung. Ở phiên bản 14.8 có rất nhiều vị tướng 4 vàng được tăng sức mạnh, nhưng ngay lập tức thì Riot đã phải tinh chỉnh lại sức mạnh của một vài quân cờ ở phiên bản 14.8B. Kane may mắn thoát nạn, không nằm trong số đó, nên chỉ còn sót lại hắn ta là chủ lực đáng tin nhất trong các tướng 4 vàng. Mặc dù là một tử thần mang hệ U Linh, tuy nhiên anh chàng này lại hoạt động tốt hơn khi đi với Thiên Cung. Hệ này cộng thêm rất nhiều chỉ số cần thiết cho anh như khả năng phòng thủ đến từ Malphite, Nico, các chỉ số tấn công đến từ Khazix, Qiyana, Soraka và Ngộ Không. Muốn khắc chế Kane thì chúng ta sẽ có giáo án As Sứ Thanh Hoa kết hợp Annie, bởi vì trong bộ này có khả năng chống chịu cứng cáp đến từ Annie. Thêm vào đó cô còn có khả năng đốt máu, nên khi xếp trước mặt Kane đã phần nào làm hạn chế khả năng hồi phục của hắn ta. Lissandra là một quân cờ siêu cần thiết để phong ấn Kane vào trong bình trà. Tuy nhiên đó cũng là hạn chế duy nhất của bài này. Khi không có ấn thì anh em bắt buộc phải có được Lissandra thì mới đủ được 4 Sứ Thanh Hoa. Nhưng làm mới cửa hàng để có được một tướng 5 vàng chưa bao giờ là dễ, đúng không nào? Qua bao mùa thì dù meta có thay đổi thế nào, các vị tướng 5 vàng luôn có chỗ đứng nhất định, nên Exodia luôn luôn là meta. Nhưng đổi lại thì đòi hỏi anh em phải biết cách triển khai, giữ máu và làm kinh tế. Hiền Giả và Long Vương là hai tộc hệ đánh linh hoạt ở mùa này, khi lượng chỉ số của họ cộng cho cả team giúp ích rất nhiều cho giao tranh. Cho nên muốn dễ tiếp cận với phong cách linh hoạt này, còn gọi là flexible, thì chắc chắn anh em không thể bỏ qua giáo án này. Mùa 11 rất nhiều bài hay ho và nhìn không trận nào giống trận nào vì chúng ta có hệ cao cường. Mỗi trận thì bộ tướng cao cường sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Người chơi có thể thoải mái sáng tạo tộc hệ xung quanh các tướng đó mà không lo sợ về độ tín, vì cao cường vừa giúp anh em lên kinh nghiệm, vừa giúp cộng sát thương cho cả đội. Vậy là chúng ta đã nắm được meta là gì rồi, đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn về TFT của chúng tôi.
Chúc các bạn sẽ có những trận đấu TFT vui vẻ và đầy may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.